Hắn ôi rồi ôi hết mất rồi. Ôi giời. Trẻ con nó lại không thích ăn luộc, ăn sống. Nó chỉ thích ăn xào. Ăn xào nó đậm vị hơn. Ăn sống này thì nó lại bổ hơn đấy chị ạ. Ăn sống này nó có chất hơn đấy. Phải ăn thì cũng ngon. Đúng rồi, mỗi người một sở thích. Mỗi người một sở thích. Con ở nhà thôi. Mình thì ăn như thế nào cũng được, chủ yếu là chiều bọn trẻ con ấy. Thế là nhà chị cấy ít nào chưa? Cấy rồi. Chị trên này đây đúng không? Nhà trên này đúng không? Cấy gieo xạ hay là cấy ấy chị, mạ nhổ? Nhổ thành bó đấy à? Em ở dưới xuôi là của không, ngày xưa là cũng cấy kiểu bó bó. Nhưng bây giờ là cấy kiểu xúc ấy chị ạ. Lấy xẻng xúc ấy. Lấy xẻng xúc thành phên ấy. Thế là cháu học lớp mấy chị? Học lớp 6. À lớp 6 à? Lớp cô Bình à hay cô Chậm? Lớp con. Cô Bình hay cô Chậm? Lấy con nuôi đấy. À thế à chị? Lấy con nuôi à chị? Con Kiên đấy. À tên là Kiên à? Kiên thế, hình như là lớp cô Bình rồi. Lớp cô Bình. Mua được hơn 3 năm. Con trai. Thế là nhà chị là toàn con gái đúng không? Trước thì có con trai rồi. Con trai thì số không may thì... Mất à chị? Cháu bị bệnh à? Không phải đâu. Lớp sạt xuống đấy. Thế à chị à? Khu... đất sạt xuống ra vùi vào nhà chị. Ôi khổ thế. Thế là mấy tuổi rồi chị? 15 tuổi rồi á? Ôi 15 tuổi rồi. Thế là thế nào mà lại đất nhà mình ở dưới tả ly à chị? Ở lán ruộng á? Đi ngủ lán ruộng à? Đi trông. Thế là cháu với ai chị? Một mình thôi à? Ôi chị ơi thương thế. 15 tuổi thế là học lớp lớp xem nào. Lớp 8. Thương thế chị. Ôi. Thế là hai đứa con gái, một cháu trai à? Ôi thế là chẳng may là bị đi ngủ lán là bị sạt xong là vùi chết mất em. Thế là vùi xuống thế là